restore VM visual machine là VMware ESXi. Ok chẳng mà khan tê dữ nhóm nâng bài hành đọc ní tại tôn tình năng bệnh áp hay restore VM đọc ní nè nên là VMware ESXi. Ok môn nâng thưa ca bệnh áp nhóm xung bà dô nè đọc ní tị. Ok ní kêu chìa VMware ESXi của mỗi bà nhóm nè nhóm phôn tà đàn mía. Ok chìa OS nè. Ok lấy nhóm chập đàm thưa ca backup VM nè VM đã miễn được nông VMware ESXi đó nghĩa đòi cho cả remote tam bây giờ VMware vSphere client này khi remote mà căn này nè ok lấy nhầm vài root chẳng password username password asrai lên này đó khi đã nè ok chẳng để tôn từng VMware nhưng có ban bảo hành nhà đó thì phòng đá để tôn từng vì đặc biệt này càng đầm lá cái đối chuyện đã IP address chẳng miền Merica là những bạn không nên chuyện này một nhóm chẳng người ta là không nên oh ní ai cho tôi check với bạn này ok chẳng xem lại tôi ngày ní cứ vì to vì Merian VMware phòng đá này ok chẳng VMware đôi những đôi chuyện bảo hành nhà đó nghe bảo hành chuyện tùng buôn tập hàng video đấy chẳng xem làm thay nick cứ những đồng tiền đồng tiền đồng tiền cả backup cái đồ chơi restore là VM ok xong xong bây giờ này ok tích này IP mà rồi chuẩn bị chuẩn đập một chuẩn mối những cái hạt họ nè ok họ nè ok ESXi VMware ESXi này của mối những cái hạt họ nè ok này cái hạt họ hay này cái hạt VM nè ok chẳng xong bây giờ này đó mình tích rồi chụp bản trong năng nè nè bây giờ dừng chuỗi lại nick khi viên đang bảo hành tạo bị dùa machine và nó cái hai vị âm đấy ok đặc biệt dừng click lên nick cái hai thả họ đấy what is hot ok what is a visual machine chẳng dừng thời trang đại cho ai có ai bàn ai chạy chạy bị đại đại bị khen đấy ok này khá ở đăng thả này cái hai ai gì đấy cho lắm thả hai cái này hot hai cái này visual machine này chẳng thời hai cái này visual machine hai cái này hai cái này hot hai cái này visual machine chẳng thời chẳng cho lắm như đấy ok chẳng xong một trẻ thà này cứ ghi hai thà khó anh ấy ghi hai thà vi âm ví dụ mà xin này ok ấy xong đào video thay này bỏ dưới cứ dưới nâng bảo hai nhận biệp này ca back up nè back up vi âm nè ok là dương chập đam thôi ca back up đó nghe tới ok là dương cho một căn khó bỏ dưới dương cho configuration ok em tóm mới dùng click lên storage là storage này cứ chỉ storage cứ chỉ hạt đi là dương bán install vi âm tăng on lên năng nè ok lấy nhóm chập đa mà thuộc cam bệnh áp thuộc nghĩa rồi click vào viên vô bị tha browse data store ok trong trong đấy viên đường bảo hành folder này ok trong viên folder windows p mới windows p này cứ chỉ vi âm bao giờ này cái này dương viên vi âm tròn viên đường bảo hành này đang tròn này này ok đã lấy xong đạp tại dương viên tầm mỗi vi âm này là mỗi vi âm đi ok trong viên bảo hành tầm mỗi năng tế ok là dân chập đám thời gian bệnh áp thuật thì chẳng nên học này chụy lại nếu vì mình biết là upload file to data store hoặc là cứ download file này ok chụy lại download ok là như cứ nâng browser thì tăng xong rạp chụy đặt file bệnh áp bao nhiêu này ok là nhầm vô một đã nó có nông drive bao nhiêu mai bàn một cái đi máu ok chẳng nhầm đã nó không drive bệnh áp này ok chẳng vì chập đám thời gian bệnh áp thế chân đường trăm đi tới ở tại tôn tình năng backup vì sai từ lờ tổng hôm này vì âm mô này đọc đi nè xin chỉ vì âm mô này đọc đi tổng hôm thúng chân vì backup thì hiện dụ đài ok ok nếu cứ nghe sử dụng mạng tên tại tôn tình năng backup vì âm nè ok nếu như còn đọc dụ này đọc đi trục trục chứng này đọc đi ai thua cả ai nào mốt tất cả mà quay để chúng bạn bà hai nhà đọc đi ok bây giờ bị bài áp hơi nhưng mình thừa cả lục vị âm đi chào đấy ok nhưng mình thừa cả lục vị âm đi chào toàn mẫu nhưng mình restore vị âm vì folder để dựng bàn bệnh áp vì ok lấy xe này cứ phong tập xe này cả bệnh áp đấy mà lấy dựng toàn bàn restore đấy ok downloading là lúc mình tham vị download nè rồi là data bè tăng o là start nên là hot xp đi đã nên là folder
đại dương ban cầm nọt đấy. Ok lấy vi phong thuộc cả bên với phía trước này nó này ai thuộc cả rộng trang vi để tồn tình năng bên áp. Ok, chứng này là ok, anh thua cả rộng trăm vị tớ. Ok, bà hai dịch thông của mùa này tí nữa. Anh ấy đưa sao ta hạt một hôm này cả bệnh ấm đi hiện tụi rồi cả thống mà xoay từ lâu vì ấm là bọn này ngọt miền á. Ok rồi xanh dịch thông nhưng tớ vì vui thế nữa. Ok, chẳng xong rong trăm mít tớ và chỉ thông pin thì điện á. Ok, chẳng mít ổn ấy nhưng mà cắt về thế. Tại sao ta cả nào nhưng cắt tới nhưng khai nhận là ổn thì ổn sẽ dồn này. Ok, chẳng nhưng xúc chất ổn đà là tao xung rủ lắm này. Ok, chẳng khoa tập pin thì tiết cả bệnh ảm bồi dưỡng bản chút chơi nhé. Ok, lấy xong mùi thì điện này. Ok, tôi bị bẹt ác hai nhưng mà thử cả restore hot. Sorry, thử cả restore bị âm lao mình đấy. Ok, chứng chất cho với zoom thì cả đồng chẳng thực tới. Ok, khoa tầm mà sẽ khánh nhé. Ok, lấy dương bán bệnh áp rồi rồi lấy, lấy dương mơ pha là dương bán bệnh áp này. Ok, nhưng bán bệnh áp đã nâng lơ một sân local bao nhóm. Ok, lấy dương chụy lơ ghi. Ok, nên dương bán đã nâng lơ trái âm này. Ok, nên không phụ đơn bệnh áp. Ok, nên cứ chỉ pha bệnh áp bao dương này. Ok, chân tùm hôn mô viết dương ai right click. Dương pro vô thi thế. Ok, chân đăng tùm hôn mê tha tùm hôn mà này. Ok, chân cùng bài chi nè. Ok, chân mình ở vị âm nâng mối cùng bài chi đồng hồn bía. Ok, lấy dương bà toa bì dương bàn thư ca bạc âm rùi rò lấy. Ok, nên nhìn clock cho thấy.
chó này thế này cứ chỉ vi âm này dùng màn thời cả bệnh âm lỡ dùng thời cả lục về để delete from đi ok dùng lục vi cháu nữa ok lỡ dùng chọc đam thưa đo làm nạ ca dùng mùi tiết cư dùng chọc đam thưa ca restore vậy nhé ok chẳng vi âm nhưng mà lục cháu hỏi lỡ dùng chọc đam thưa ca restore vi âm làm vậy nhé ok lỡ dùng chọc lại ra nhé configuration right click để data store dùng đi ground data store ok trong chùm nội ní nhưng cho biết hả upload file to this data store này upload folder ok ta mới dùng browser cái lại này dùng bàn tục file backup bộ dưỡng ok ní ok nè Windows XP ok lấy dùng chập đam thực cả upload về chỗ vậy nhé upload mình hay dùng smart này như restore nè muốn nó như thưa cả backup smart này như download điện nó về restore smart này như upload điện mình nè ok chẳng như chậm làm upload này nó cứ chỉ mình nốt bây giờ về này cả upload dừng nè khi chẳng bẻ từ lơ mà xin bởi dừng đấy mà xin chỉ mà xin bởi dừng thùng dừng tới dừng upload lươn này nè ok nó còn để chỉ cả testing này là VMware Workstation đấy này là VMware mà dừng nè lấy dương rong chạm thì tới hai dịch tung phong phong quay được phần gì đây đôi khi nên ca bệnh áp lại và hạ hai khi này thì chẳng ở rong chạm thì tới khi chẳng phá ở chập đám upload cho bạn pi phá lấy
chắc là lấy video upload cho trò bên đấy. Thì các bạn ta một màn sẽ khen như thế, một phần trên sẽ khen như thế. Ok, là dừng upload bàn chụp cháy nhé. Ok, người ta họ là gì? Sorry, người ta vì âm về toàn miền nhé. Ok, nên cứ chia folder để dừng bàn upload mấy chú mua Windows XP. Ok, là dừng chập đàm add phía cho được nông inventory vào dừng nhé. Ok, add to inventory. Ok, next. Ok, lấy dùng bán add video inventory vào dưới đó nè. Ok, chẳng cả nghĩ là như dùng chọn với clone video. Ok, bởi tỏ máu dùng dùng refresh nằm mới testing với là như lăn console nè. Starting. Ok vậy nhé, ok nhé, vì chắc đảm tạo vì ông muốn làm quên nhé này. Ok, cho mình ta cả restore vào dưới một chút chơi nhé. Để chứng minh trong mơ tới kì nhé. Ok, chẳng là vì bọn start up Windows XP ấy nè. Ok, chẳng mình thấy cái restore bởi dưỡng cứ bán chụp cháy ấy, cái nhé, là vì restore bởi dưỡng này. Một nơi dưỡng bán lục hộ với chân, ta dưỡng bạc áp tục là dưỡng restore bởi dưỡng. Chẳng bị đá này là dưỡng testing mơ với sân máu, bị đá dù lắm. Ok, Windows XP is starting up.
ok chẳng như start up Windows XP bằng thông bằng này nhé mà mình error y tế restore máu ok ok lấy cái sẵn down như thế ok hay tệ tôn tình năng video thay nên nhầm xong mà chọc tầm nắng tệ tôn tình năng biếp này cả restore và đồ chỉ backup hay là restore vì ấm này lơ viêm về ESX hai ok chân complete net off liếc chú ý like comment và đồ chỉ subscribe này lơ channel của nhầm phong nè lấy nhầm số channel của nhầm môi tới ok cái này đọc này cho YouTube ok let's go ok mình đang muốn đọc này cho cái lại sơ như vậy việc thay Cisco learning ok vậy phần năng máu trên channel nhưng mà ok đi Cisco không ai Cisco learning nè không ai Cisco group này cứ chỉ playlist vào nhóm nè ok đi pin đi ok cho nên học đi à cho một channel vào nhóm máu ok chung channel nhóm viên viên video cho ra chung viên ban trai cho tam cái tên tùy group mùi mùi nè ok ní tệ tôn nông server tệ tôn nông Cisco tệ tôn nông checkpoint tệ tôn nông Fortinet ok tệ tôn cho mùi nông mai cái tích ok tệ tôn cho mùi Cisco learning cho ra ok kế nhận ọc nghe nghe sử dụng rồi thế tệ tôn channel nhóm nè ok chẳng nhóm xong một chọc trong nắng tệ tôn tình năng video ngày nay được biếm này cả backup cái đồ chơi restore vì ông là lời biếm về ESXi này ok xong học công trán